chào quý vị và tất cả các bạn. Hiện tại thì Kim Liên đang có mặt tại trung tâm quận Tân Phú. Đây là một quận mới phát triển, được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng. Và đặc biệt đây cũng là nơi có rất nhiều những dự án nhà ở đang được thi công để đáp ứng kịp thời nhu cầu lớn của thị trường. Ngay bây giờ thì Kim Liên xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua nhà để ở hoặc là chúng ta muốn đầu tư một dự án có vị trí đắc địa tại đây. Xin được giới thiệu tới quý vị và tất cả các bạn một số thông tin ban đầu. Đây là dự án thứ 5 thuộc series dòng căn hộ mẫu Cari Long do TTC Land phát triển, vốn rất thành công trên thị trường nhờ những tiêu chí như là nhất vị, nhị giá, tọa lạc tại các tuyến đường trọng điểm về giao thương và đặc biệt là có giá cả vô cùng phải chăng. Cari Long 7 tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất của trung tâm quận Tân Phú, trên mặt tiền đường Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại vị trí này, cư dân vừa có thể thuận mọi ngã đường, tiện mọi kết nối, dễ dàng di chuyển tới các khu vực quận khác của Sài Gòn. Ngay gần kề với dự án có đến 14 chợ siêu thị, 20 trường học, 15 bệnh viện, trung tâm hành chính. Trong bán kính 3 km tính từ dự án, có đầy đủ hệ thống trường học, từ mẫu giáo đến trung học. Kính thưa quý vị, bên cạnh vị trí đắc địa thì Cari Long 7 thuộc dòng căn hộ nhà hiệu Cari Long có thanh khoản tốt nhất, dẫn đầu trường khu Tây Sài Gòn, hướng đến những gia đình trẻ ưa thích cuộc sống tiện ích theo phong cách sống hiện đại ngay giữa lòng thành phố hoặc là những nhà đầu tư có số vốn khoảng 2 tỷ đồng. Từ ý tưởng The Sea, nắng ấm, biển xanh, cát trắng nên Cari Long 7 được thiết kế theo phong cách trẻ trung, đơn giản. Với gam màu cam của nắng mặt trời, màu xanh của nước biển, màu nâu hay trắng của cát, gió sò hay qua cỏ mây, khắc họa một không gian sống giàu trải nghiệm, thư giãn và thoải mái trong chính ngôi nhà của bạn. Ngoài cảm xúc của thanh âm hạnh phúc, các kiến trúc sư của dự án còn tham vọng mang đến căn hộ sống thường ngày đậm chất thảnh thơi như mái ấm ngay giữa khu du lịch, hồ bơi xanh mát, spa thân thiện hay phòng gym phục hồi năng lượng, khu trò chơi khám phá kỹ năng vận động, màu sắc và sáng tạo của con trẻ. Cari Long 7 có diện tích khoảng 8.638 m², gồm một block căn hộ cao 27 tầng và 2 tầng hầm. Dự án gồm 625 căn hộ và 14 căn shop house. Trong đó, tỷ lệ căn hộ 2 phòng ngủ chiếm đến 76% số lượng căn hộ, hướng đến những khách hàng có nhu cầu ở thực là các gia đình trẻ từ 4 đến 6 người. Mật độ xây dựng thấp chỉ 27%. Điểm sáng của dự án thuộc dòng Cari Long có thanh khoản tốt nhất thị trường khu Tây vì luôn đảm bảo tiến độ xây dựng, pháp lý vững vàng, giá bán hợp lý và vị trí thuận lợi. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì Kim Liên đang có mặt tại khu căn hộ mẫu thuộc dự án Cari Long 7. Xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Kim Liên tham quan các căn hộ mẫu tại đây quý vị nhé. Thiết kế từng căn hộ Cari Long 7 vừa tiện nghi lại sang trọng, được điều chỉnh cho phù hợp từng loại diện tích từ 46 đến 106 m² với 1, 2 và 3 phòng ngủ. Mỗi loại căn hộ đều được bố trí hợp lý theo nguyên tắc hình học, tận dụng tối đa không gian sử dụng, tạo hiệu ứng thị giác về một không gian thư giãn như đang đi du lịch ở biển xanh. Màu xanh biển và màu nâu cỏ mây là gam màu chính mang sắc màu ấm áp, được tinh tế ứng dụng từ phòng khách, bếp, phòng ngủ. Hay ban công hóng gió. Dự án Cari Long 7 với thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, hệ thống tiện ích nội khu, ngoại khu đều phong phú, đa dạng, giá siêu hấp dẫn, phù hợp với đối tượng gia đình trẻ và nếp sống đô thị năng động. Cari Long 7, thanh âm hạnh phúc, điểm hẹn phù hợp nhất cho nhu cầu nhà ở của bạn. Cari Long 7, đầu tư thanh khoản.